Em Nam Trọng Trường Ngâm chào tất cả mọi người nhá. Mọi người có ai thích cái bình này không? Hôm nay em sẽ review cho mọi người của em đóng thử cái bình đồng đồng lên bình thủy tinh để trưng bày cho đẹp nhá. Đây chính là chum rượu đồng đồng của Nam Trọng đã thành phẩm. Bây giờ em lấy một ít để cho vào cái bình, cái lọ thì nó đẹp thôi. Đấy, đồng đồng xịn nhá. Đây vừa nãy em làm một bình này rồi. Bây giờ em làm tiếp một bình này cho mọi người xem nhá. Trước khi làm thì em sẽ bơm rượu vào đây. Nam Trọng sẽ bơm rượu cái bình này trước để cho mọi người xem. Đồng đồng này thả vài cái vào, đúng chất luôn, và rượu này toàn phốt một luôn nhá. Đấy, đây chính là những cây đồng đồng uống nếp cộng 18 rất là thơm và màu đồng đồng cực kỳ đẹp luôn. Đây nó lên hình như này để mọi người nhìn không rõ, để em bơm vào cái bình thủy tinh này cho mọi người xem nhá. Đấy, mọi người xem là quả đồng nó lên lên bình nó sẽ đẹp như thế nào nhá. Màu tự nhiên luôn. Mình thấy chất lượng chưa? Mỗi một bình này chỉ có vài trăm nghìn thôi. Các bác cần rượu uống hoặc là cần hàng là trưng bày cho đẹp thì cứ liên hệ Nam Trọng nhá. Đây mọi người nhìn đẹp chưa? Đấy, đây là chưa có đồng đồng thả vào nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cho đồng đồng vào đây. Đấy, mọi người nhìn trông chất lượng không? Đồng đồng Nam Trọng nhá, trong veo, nhìn thấy cả mặt Nam Trọng bên kia bình luôn nhá. Quay lại cho mọi người xem màu thật của nó như nào. Đấy, em vừa mới máy hút này, hút cái chùm lên nhá. Nhà em tất cả là rượu cốt một hết, nên các bác cần rượu ngon cứ liên hệ em. Phương châm của thương hiệu rượu Nam Trọng Rượu Ngâm đó là rượu sạch từ tâm, nên là các bác cứ yên tâm thưởng thức. Em làm rượu đầu tiên là phục vụ em trước đã. Đây là em làm thật luôn nhá, cho mọi người xem chất lượng thật, người thật, việc thật, hàng thật luôn. Đấy, sau khi cho vào nó sẽ như thế này. Bây giờ em tiếp tục em bơm đầy rượu vào nhá. Tiếp tục bơm đầy rượu vào và trưng bày cho nó đẹp. Hàng thật, hàng chuẩn luôn nhá. Đóng nắp. Có nào muốn sở hữu các em đồng đồng như này về ngâm trưng bày thì liên hệ Nam Trọng nhá. Nhà em đang rất nhiều. Nó chỉ có vài trăm nghìn một bình thôi, không đáng bao nhiêu các bạn. Các bác vừa có rượu ngon uống vừa có hàng đẹp để trưng bày. Em Nam Trọng chào các bác nhá. Hãy alo em hoặc comment cho em để rước hai em này về để trưng bày cũng như để uống nhá. Vừa mưa. Người thật, hàng chuẩn, vừa hút từ chum lên. Đấy, màu thật của đồng đồng này các bác nhá, cho các bác xem để mà biết, chứ còn những loại màu khác là không có đâu nhá. Em vừa hút từ chum lên đây.